Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 14, câu 15 đến câu 24. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Đức Giêsu nói với người: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa?" Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cố bàn đã sẵn đây." Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa ruộng, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được." Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ và bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây." Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ." Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các nẻo đường, dọc theo bờ rào bờ dậu, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi." Bài tin mừng hôm nay vẫn nằm trong bối cảnh của bữa tiệc do một ông Pha-ri-sêu chức sắc mời Đức Giê-xu vào ngày Sa-bát. Những lời Ngài nói trong bữa tiệc đã đánh động một người cùng bàn. Ông chia sẻ với Đức Giê-xu về niềm hạnh phúc của người được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Ở đó có mặt các tổ phụ và thiên hạ từ khắp tứ phương. Chính vì thế, Đức Giê-xu đã muốn kể một dụ ngôn về nước trời. Nước trời giống như một đại tiệc do một người khoản đãi. Ông đã mời nhiều quan khách đến dự. Khi đến giờ đãi tiệc, ông còn sai đầy tớ đi mời họ lần nữa: "Mời quý vị đến vì mọi sự đã sẵn sàng rồi." Tiếc thay, lời mời ấy, đại tiệc ấy lại bị mọi người coi nhẹ. Ai cũng có lý do để xin kiếu. Kẻ thì kiếu vì cần phải đi xem miếng đất mới mua, kẻ thì kiếu vì phải đi kiểm tra 5 cặp bò mới tậu, kẻ khác lại xin kiếu vì phải ở nhà với vợ mới cưới. Có vẻ các lý do đưa ra đều có lý phần nào, nhưng thực sự chúng có phải là những lý do chính đáng để từ chối đại tiệc mà mình đã được mời cách trân trọng hay không? Vấn đề chỉ là chọn lựa. Xem đất mới mua, xem bò mới tậu, ở nhà với vợ mới cưới. Những điều ấy hẳn cần thiết và quan trọng. Nhưng có quan trọng bằng việc đi dự tiệc không? Nếu đi dự tiệc để diễn tả sự hiệp thông của tình bạn, thì có thể hoãn các việc khác không, để chọn điều có giá trị hơn? Chúng ta hiểu được sự nổi giận của ông chủ khi thấy bữa tiệc dành để khoản đãi các khách quý lại bị đổ vỡ. Ông thấy chính mình bị xúc phạm, tình bạn bị coi thường. Ông quyết định dành bữa tiệc này cho những ai không phải là khách quý, những người thuộc giới hạ lưu, nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù. Và khi phòng tiệc vẫn còn chỗ trống, ông đã khẩn khoản lôi kéo vào cả những người ở ngoài đường hay trong vườn nho.
Cuối cùng, người được mời trước thì bị loại, vì họ tự loại chính họ. Còn những người có vẻ không xứng đáng lại được ngồi vào bàn. Chẳng ai xứng đáng được dự bàn tiệc nước Thiên Chúa nếu Thiên Chúa không mời. Nhưng chẳng ai bị loại trừ khỏi bàn tiệc cánh chung nếu họ không cố ý từ chối lời mời đó. Chẳng ai có thể tự cứu mình mà không cần đến Thiên Chúa. Nhưng con người có thể làm mình bị trầm luân mãi mãi chỉ vì thái độ khép kín của mình trước ơn Chúa ban. Tôi xin cứu, đó là câu nói của nhiều người Kitô hữu hôm nay. Chúng ta xin cứu một cách quá dễ dàng, chẳng để ý gì đến nỗi thất vọng và đau đớn của người đãi tiệc. Lời mời gọi của Thiên Chúa bị từ chối vì những chuyện không đâu, chuyện tất bật làm ăn, chuyện vui chơi giải trí, chuyện mời mọc của bạn bè. Có nhiều chuyện thấy có vẻ quan trọng hơn, khẩn trương hơn, đến nỗi có người bỏ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Hãy chọn Thiên Chúa và biết quý những gì Ngài muốn ban cho ta. Đại tiệc Thiên Chúa đã dọn sẵn rồi, không chỉ ở đời sau, mà ngay ở đời này. Ngài mong ta đến để dự tiệc, hay đúng hơn để chia sẻ một tình bạn. Lạy Chúa Giêsu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa. Bởi chúng con biết rằng, chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Hôm nay chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa, chẳng ai hoàn hảo như Chúa. Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.